Xin thân ái, kính chào quý vị và các bạn. Sức khỏe gia đình hôm nay, chúng tôi xin nói về công dụng của rau răm. Rau răm là loại rau gia vị ăn kèm với các món ăn. Mùi thơm đặc trưng của rau sẽ làm giảm đi độ tanh của một số loại hải sản, cá kèo, trứng vịt lộn. Nhưng cũng vì thế mà rất ít người biết nó còn là vị thuốc dân gian, chữa được rất nhiều bệnh. Rau răm là loại cây thảo mọc lâu năm, có thân mọc bò ở gốc và rễ mọc từ các đốt. Có từng phần thân mọc đứng lên cao chừng 35-40 cm. Toàn thân cây, rễ và lá đều có mùi thơm đặc biệt, dễ chịu. Lá mọc so le, có hình trứng mát, nhọn ở chóp lá, cuốn lá ngắn, bè chìa ngắn ôm lấy thân. Trên bề mặt có nhiều gân chạy song song, dài khỏi bẹ, chia thành những sợi dài. Hoa mọc thành bông dài, hẹp và mảnh, đơn độc hoặc xếp thành đôi, hoặc thành chùm, có ít nhánh, quả nhỏ, hai đầu nhọn, ba cạnh, nhẵn và bóng. Phân bố và thu hái rau răm. Rau răm được trồng phổ biến ở khắp cả nước để dùng làm gia vị, được thường hái tươi khi dùng. Thành phần hóa học của rau răm. Lá rau răm có tinh dầu vàng nhạt, mùi thơm rất dễ chịu. Trong đông y, rau răm có vị cay nồng, tính ấm, mùi thơm hắc, có tác dụng kích thích tiêu hóa, tiêu thực, sát trùng. Tác dụng của rau răm. Rau răm ngoài dùng để ăn còn được dùng làm dược liệu chữa bệnh. Người ta thường dùng loại rau răm thân đỏ hơi ngả tím để làm thuốc. Theo đông y, rau răm có vị cay nồng, mùi thơm và tính ấm. Chính bởi vị này mà rau răm thường được dùng để làm ấm bụng, tiêu thực, tán hàn. Nếu bạn ăn thường xuyên rau răm còn có tác dụng sáng mắt, ích trí, mạnh gân cốt. Loại rau này còn chữa đau bụng, đầy hơi, lạnh bụng, nôn mửa, say nắng, khát nước. Nước ép rau răm tươi có khả năng giải độc, nọc rắn. Nếu bạn bị hắt lào, ghẻ lở, tê bại cũng có thể dùng rau răm để trị. Nhờ có vị cay, tính ấm, tiêu thực, kích thích tiêu hóa, chính bởi vậy mà rau răm thường được dùng ăn cùng trứng vịt lộn, thịt bò, thịt gà, cháo trai, hến để giúp ngon miệng, làm ấm tỳ vị. Một số bài thuốc về rau răm chữa rắn cắn: lấy rau răm rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước uống, bã đắp vào vết cắn. Trước khi áp dụng nên cố định phần trên vết cắn và làm càng sớm thì mới có kết quả tốt. Chữa cảm cúm, sổ mũi: lấy một nắm rau răm rửa sạch, giã cùng 3 lát gừng tươi, thêm nước, lọc lấy nước uống, hoặc dùng 20 gram rau răm, 20 gram kinh giới, 20 gram tía tô, 16 gram xương bồ, 10 gram kiện, 10 gram xuyên khung, 10 gram bạch chỉ, cho tất cả sắc lấy nước uống ngày 2 lần. Chữa đầy bụng, trướng bụng: dùng một nắm rau răm rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước uống, còn bã dùng xoa vào chung quanh rốn. Chữa đau bụng, tiêu chảy do nhiễm lạnh: lấy 16 gram rau răm khô, 16 gram kinh giới, 12 gram bạch trực, 12 gram lương hương, 10 gram quế, 4 gram gừng nướng, tất cả cho đun cùng 2 bát nước cho đến khi còn 1 bát, chia uống 2 lần trong ngày. Trị nước ăn chân: rau răm rửa sạch, giã nát, lấy bã đắp ở chỗ bị đau, hoặc giã đắp lấy nước cốt chấm vào, ngày làm 2 lần, hạn chế vết thương tiếp xúc với nước. Chữa hắc lào, ghẻ lở: lấy toàn cây rau răm ngâm với rượu trắng, lấy rượu đó bôi hoặc giã nát, đắp bã vào rồi băng lại. Chữa vết thương bị bầm tím, sưng đau: lấy một nắm rau răm rửa sạch, giã nát, trộn cùng lông não hoặc dầu lông não, xoa vào vết thương và băng cố định. Trị mụn nhọt, giai đoạn sưng nóng: lấy một nắm rau răm rửa sạch, giã nát, cùng một chút muối rồi đắp vào chỗ bị nhọt, dùng băng cố định, ngày thay một lần, có tác dụng chống viêm, tiêu độc. Hiện tượng bỗng dưng đau tim không chịu nổi: lấy 50 rễ cây rau răm sắc lấy nước uống rồi thêm một chén rượu vào uống cùng, mỗi ngày uống một chén. Bị say nắng trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê: lấy 30 gram rau răm, 20 gram sâm bố chín, tẩm nước gừng, 16 gram rễ đinh lăng, 10 gram mạch môn, tất cả đem sao vàng, cho vào sắc cùng 600 ml nước cho đến khi còn 200 ml, chia lần
hai lần uống trong ngày. Xe khít lỗ chân lông, lấy một nắm rau răm giã nhuyễn hoặc xay nhuyễn cùng một chút muối, lọc lấy nước cốt hoặc sau khi rửa sạch với nước ấm dùng tay thoa đều nước lên mặt để tự khô sau 2 tiếng rửa mặt với nước lạnh. Lưu ý khi dùng rau răm còn được dùng để ăn kèm với các món ăn khác như trứng vịt lộn, kho cá kèo, ăn kèm với hải sản, canh ngao. Rau răm không độc nhưng nếu ăn quá nhiều và thường xuyên cũng sẽ có những tác hại đối với sức khỏe, làm giảm gây tổn thương đến tùy, giảm chức năng sinh lý, nam giới kém cường dương, giảm ham muốn, phụ nữ dễ bị mất chu kỳ kinh nguyệt. Đối với những phụ nữ trong ngày tháng kinh nguyệt, phụ nữ nên hạn chế ăn rau răm vì có thể bị rong kinh. Rau răm có khả năng gây sảy thai nên phụ nữ đang mang thai không nên ăn rau răm. Vì có tính nóng nên những người máu nóng, gầy ốm cũng hạn chế ăn loại rau này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.